Dài bữa nữa lãnh lương rồi, mày tính làm gì vô anh? Tháng trước tao mua chiếc mô tô thôi là hết tiền rồi. Tháng này á tao lãnh lương, tao phải đi ăn buffet mới được. Vậy mày tính ăn đồ nướng hay lẩu băng chuyền? Hổm gài, quay clip cho anh Vinh, ăn đồ nướng hoài hà. Phải chi, mình làm lẩu băng chuyền, ăn tại nhà được luôn ha. Cái lẩu thì làm dễ rồi đó, còn cái bàn tự xay kiếm đâu ra đây? Để mình hỏi anh Vinh, coi có cách nào làm cái bàn tự xay luôn được không? Chào các bạn đối với kênh của mình. Chào bạn. Cuối tháng tới rồi, mấy đứa sắp lãnh lương rồi, có vui không? Dạ vui. Lãnh lương xong, bọn em sẽ lên câu lãnh để ăn lẩu buffet. Thằng Đại nói đúng ý em luôn. Đợt trước chú Huy Khánh dẫn team mình đi ăn lẩu băng chuyền, bây giờ nghĩ lại thèm quá à. Mà có bàn tự xay thì mới ăn lẩu băng chuyền được chứ. Trời ơi, Vũ Thanh đã nói với anh về cái vấn đề bàn tự xay rồi. Cái này đơn giản lắm, ở nhà team mình tự làm được. Lần trước đi ăn lẩu băng chuyền mà đi không được tại bạn việc quét nhà, giặt đồ, nấu cơm. Ủa em nhớ lần trước chị đi chơi với anh nào mà riêng tư này cứ nói làm gì trên clip. Anh Vinh coi cắt bỏ khúc này nha. Giờ mình sẽ phân chia đi mua nguyên liệu về làm cái bàn tự xay nha mọi người. Đội Nam đi lại tiệm dán ép kêu người ta cắt theo tỷ lệ này cho anh. Dạ. Và sau đó Tiểu Cường và An Ngọc sẽ xách dán đi về đây. Dạ. Còn bên đội nữ á, con gái bọn em á chân yếu tay mềm, anh cho làm việc gì nhẹ nhàng thôi. Ok, đi mua sắt. Hả? Sao anh không thương qua Tiết Ngọc với trơn vậy? Thôi bây giờ á, cái cửa miệng của các cô gái hay nói cái câu đó là nam nữ bình đẳng mà. Dạ. Thương qua Tiết Ngọc gì nổi nữa. Ủa mày nhớ cái bàn lẩu băng chuyền hình chữ nhật mà, sao anh Vinh đặt hình tròn? Mày ý kiến với anh Vinh hả gì? Anh Vinh bảo sao mày làm vậy đi? Ý kiến á thì mày tạo cái kênh xong mày đăng cái clip của mày lên. Các bạn coi nè, có cái team con gái nào á mày đi băng sắt với một mình nào? Quay phim cho anh Vinh với con gái có chuột nữa. Vậy cũng có chuột nữa nè. Chỉ có xíu quách á, chứ chuột bọng gì. Vật liệu đó có đầy đủ rồi, bước tiếp theo làm gì nữa Ngọc? Anh Vinh đã gửi qua Zalo bản vẽ và các bước làm cái bàn này tất cả đều ở trong đây. Để coi coi. Bước 1 là cắt sắt làm cái chân bàn. Cái chuyện cắt sắt á thì mình sẽ nhờ anh cameraman để làm nha, chứ tụi mình nhỏ là không có được. Đi làm. Anh cameraman ơi, cắt giúp tụi em 5 cái sắt 8 tấc. Ok. Nhờ anh hàng 5 cái sắt này dính sát lại với nhau như thế này nha. Ok. Đo 1m3 nè. Để mình coi bước thứ hai là làm gì. À thì ra đây là bàn buffet tự xây hình tròn. Cái bàn buffet này có 3 tầng, tầng cao nhất cao 1m3. Đem mày đẳng cho anh cắt đi bay. Rồi. Đi. Đi lẹ đi. Rồi anh hàng xong rồi đó. Rồi bưng vô. Rồi. Ra nè. Tới cây này nè. 1m3 anh ơi, cắt đi anh ơi. Rồi, ok. Mấy công việc cắt sắt hàng sắt này rất là nguy hiểm, các bạn nên nhờ người lớn làm nha. Sau khi cắt xong cây sắt này, anh hàn cái cục bạc đạn này vô cái chân bàn giùm em nha. Khoan anh ơi, để tụi em chạy đi chỗ khác. Cái lúc mà người ta hàn, các bạn đừng có ngồi ở gần, tại vì cái này nó nguy hiểm như lắm, còn dễ bị hư mắt nữa. Rồi đi. Tiếp theo mình sẽ dùng cái bánh răng này để lên trên cái bạc đạn. Cái bàn buffet của bọn mình sẽ sử dụng lực tay để quay chứ không sử dụng động cơ giống như ở tiệm. Tiếp theo là các cái sườn cho mấy cái mặt bàn. 4 cây 3 tấc và 4 cây 4 tấc. Rồi đó. Rồi. 4 tấc. Đây là bàn buffet của bọn mình gồm 3 tầng. Tầng bự nhất và thấp nhất là để đồ ăn chén. Tầng thứ hai là để đồ ăn tráng miệng. Còn tầng thứ ba thì sẽ để nước. Mình sẽ cắt sắt làm cái sườn, hàn vô cái chụp để đỡ cái mặt bàn. Đây
là cái sườn sau khi hàng xong cho các bạn buffet của mình, nó đang quay nè. Nhưng mà cái bàn này thẹo dít không hà, hay giờ mình mua sơn về mình xịt cho đẹp đi. Cái bàn buffet này của bọn mình á là dùng lực tay để xây nha. Mình sẽ sử dụng bình sơn này để xịt cái sườn nặng cho nó đẹp và ẩm mỹ hơn. Hồi nãy A Ngọc với Tiểu Cường đã xịt cái sườn rồi, còn mình sẽ xịt cái bàn đạp với cái bánh răng nha. Xong đều chưa vậy? Rồi, kiểm tra đi. Ok rồi đó, sơn xong rồi thì bọn mình sẽ đợi 15 phút cho sơn nó khô, xong rồi ghép mặt bàn vô là xong. Đây đi giỏi. Quay đều, quay đều, quay đều. Ok rồi đó. Công nhận cái nhóm mình đỉnh thiệt, cái gì cũng biết làm hết trơn á. Không có bạn dễ của anh Vinh, chị làm được không? Không nhờ anh cameraman giúp đỡ cắt sắt với hàng sắt, chị làm được không? Đương nhiên là không rồi. Thôi, bây giờ gắn cái mặt bàn vô cái sườn đi. Trời ơi, rồi. Thằng ba nè. Sau đó mình sẽ dùng silicone để kết dính cái mặt bàn với cái sườn lại nha. Mà cái bàn này nó trơn nhưng mà không có vết ngăn để chặn lại, cho nên mình sẽ đi cắt giấy phơm để làm cái vách bàn nha. Ngọc, lấy keo silicone dán đây cố định cái bàn lại. Ok luôn. Để lên đi Vũ Hạnh. Ừ. Canh cho ngay nha. Rồi đó. Rồi được rồi, được rồi. Rồi, bỏ xuống đi. Từ từ thôi. Hay đó. Tương tự như vậy mình sẽ bắn silicone vô các cái sườn còn lại. Rồi đi. Thịt dài dài ra. Rồi. Rồi đó. Ngay luôn. Đây nè. Đâu đâu đâu. Cái tầng thứ nhất này sẽ để đồ ăn chính. Còn cái tầng thứ hai này để đồ ăn tráng miệng như là trái cây nè. Mình dân nhậu mà. Cho nên tầng thứ ba này á mình sẽ để sữa. Hai cái miếng giấy này mình sẽ làm cái vách cho cái bàn buffet nha. Mình sẽ lấy giấy foam dán ở bên trong cái tầng cuối cùng. Nè kia sẽ hạ dán hai miếng à. Để coi sau khi mình đưa ra cái bản vẽ chi tiết như thế thì team Tony sẽ hoàn thành đến đâu nha. Wow, đẹp dữ ta. Nó hoạt động được luôn anh Vinh. Để mà hoạt động cái bàn xây buffet này á thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái tuyệt chiêu quay tay đại pháp. Wow, các bạn thấy bạn xây mình đẹp không? Đừng ngại gì, mình hãy bấm đăng ký, nhấn like, bấm chuông luôn nha. Các bạn thấy cái ý tưởng của team mình có bá đạo không? Nếu mà thấy hay á thì hãy cho một like đi nha. Ủa anh Vinh, vậy là clip này mình chỉ làm cái bài thôi hả? Đâu có, bây giờ tối rồi, làm lẩu đâu có kịp. Ngày mai mấy đứa cưng học xong về nhà mặc đồ đẹp đi lại đây ăn buffet nha. Dạ. Rồi đi về đây. Rồi Vinh em về. Mình ăn mì ba miền, mình ăn bỏ gà mà chi. Ủa nhỏ ở đâu ra vậy? Lúc làm không có mặt, lúc ăn là có hà. Mấy người thông cảm đi, không gài bận đi học, bữa nay mới tham gia được nè. Còn tầng thứ hai nè thì bọn mình sẽ để trái cây nha. Vậy thì ba chị em mình sẽ đi gọt trái cây nha. Á Tiên con đi lấy sữa để lên tầng 3 nha. Dạ. Đi gọt trái cây nè. Món chén miệng lên đây. Thảo rồi thôi. Nè. Mình là ăn mì trộn nè. Mình ăn mì ba miền. Mình là mì miếng cua nha. Đổ xong bịch hạt nêm này là có mì ăn rồi. Đại ơi, sao tấm nước qua đây đổ vô mì đi. Ừ. Ăn thử miếng mì coi. Coi ngon không? Cả ngày hôm qua làm cái bàn này vất vả, đến ngày hôm nay mới ăn được ly mì trên cái bàn này. Đúng rồi đó. Quá ngon rồi. Quá đã. Tiếp theo là sao ăn trái cây nha mọi người. Lấy miếng cam coi. Ủa sao
nãy giờ cái bài này tôi quay vậy? Mình ngồi dưới này quay cái bánh xe muốn gãy cái tay đây nè. Được rồi, nãy giờ lo ăn không à, quên Vinh mất tiêu. Em còn miếng mì nè, anh ăn chung với em nha. Ở đây còn nước không à, anh uống đỡ đi. Các bạn nhớ nhấn đăng ký, ra chuông để ủng hộ tụi mình nha. Bụng mình ăn tráng miệng xong sướng sữa. Dâu ngon hơn nha. Giờ có dâu quá ngon luôn. Cam cam mặn nữa nè, để mặn ăn dâu tây nữa nè, miếng xài luôn. Em ăn cá miệng xong rồi, chị Phương ơi lấy giùm em hộp sữa. Cảm ơn chị Phương. Video này đến đây kết thúc nha, các bạn ủng hộ team mình bằng cách nhấn vào đăng ký like chuông nha. Hẹn các bạn những video sau, bye bye, bye, bye. chết rồi, để coi coi mấy đứa kia tránh ra để cho đại nó đón, để coi cái con mồi này là ai đây.